bạn đã quay trở lại với NT Kids TV. Ngày hôm nay chú Hề NT sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình cây cung và mũi tên các bạn nhé. Để tạo được cây cung và mũi tên, chúng ta cần có 4 quả bóng, màu sắc các bạn tự chọn. Quả bóng đầu tiên chúng ta thổi lên và chừa còn khoảng 4 ngón tay. Tiếp theo chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Ok, chúng ta sẽ gấp đôi lại. Cái đoạn này mình sẽ dài hơn khoảng 3 ngón tay các bạn nhé. Đây, đây. Chúng ta chia đôi đoạn này ra. Đó là ở đây chúng ta cũng tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Ok, tiếp tục quả bóng thứ hai, chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Với quả bóng này chúng ta sẽ tạo hai vòng tròn, mỗi vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Hai vòng tròn, mỗi vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Tròn bằng nhau các bạn nhé. Ok, tiếp theo chúng ta dùng quả bóng màu đỏ này, chúng ta sẽ luồn qua hai vòng tròn này. Đây, một vòng tròn, chúng ta đo hai đoạn màu đỏ này bằng nhau các bạn nhé. Ta bằng lại và chúng ta cột chung về đây. Quả bóng màu vàng này chúng ta di chuyển ra ở chính giữa và đoạn này bằng đoạn này luôn và chúng ta nối chung vào đây. Phần dưới này chúng ta ngắt bỏ. Ok, tiếp theo quả bóng thứ ba. Quả bóng thứ ba này chúng ta không thổi các bạn nhé, chúng ta dùng để làm dây cung, cột vô đây và căng dây cung. Chúng ta căng làm sao cho mình sẽ cân đối cây cung rồi được các bạn nhé. Phần dưới chúng ta ngắt bỏ. Cây cung cơ bản đã xong, chúng ta giờ chúng ta làm mũi tên các bạn nhé. Mũi tên chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng, dài ngắn tùy các bạn nhé. Tên đơn giản chỉ là một đoạn bóng không tạo gì hết các bạn ạ. Hình như chúng ta ngắt. Bây giờ chúng ta thử cung nhé các bạn.
Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.